Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình vào ngày hôm nay. Con ba nhỏ lắm. Sao lại không có là tắt tiếp rồi nhỉ?
6.936 anh em, qua rồi, đây là đủ luôn đấy, cần tiêu 6.000 vàng, 6.000 kim cương thì nổi. Giữ lại mấy con hệ hiếm này để mình ép thôi anh em, còn mấy con hệ thường thì nhiều lắm. Đủ luôn 5.000, ngon anh em ơi. Bây giờ mình làm vào đây là cái sự kiện là mình vã thôi, cách cũng khá lâu rồi nhờ. Để hỏi một hải tặc của đây 5.000 mảnh giới hạn chiến hết hết rồi, ta sẽ mua được một lần một đấy thôi. Chúng ta sẽ đồ chúng ta mở nha anh em nha. Uống bala xì bùa mảnh tướng SS ngẫu nhiên level 2, nhận tướng ngẫu nhiên một huyền thoại danh SS hệ hiếm hợp hành anh em ơi. Biến nào vô biến. Ui Akainu, yes yes. Đúng con mình thích nhất anh em ạ, Akainu anh em ơi. La la, ô la la, ô la la. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Thank you.
thu à. Nami. Cho anh em chúng ta nên thay con gì? Ơ, sẽ có sang gì đấy? Con Sanji và con Nami với Robin này hơi yếu các bạn. Đau hết, tan hoang tan tác luôn nhỉ. Nhưng mà cũng tạm tạm ép lên thôi. Chuyện này cũng rất rất đau nha. Với con này có khi phải nâng lên ví dụ như Nami này, nâng lên nhiều sao tí. Cái này chắc chúng ta chưa được cái gì nữa không đã. Đồ mấy con tướng này cần mấy cái kẹo này thôi anh em ạ.
31.000 này anh em, được lắm, tiêu hết sao khóc không nhỉ, tầm là không tiêu nhỉ. Bye bye anh em.